Sổ tục gỗ hôm nay giới thiệu đến các bác tác phẩm Gia Đình Gà được làm từ chất liệu gỗ chắc đỏ đen. Một tác phẩm có thể nói là cực kỳ VIP và để hoàn thành tác phẩm này cũng phải mất đến 2 năm để sưu tầm gỗ và người thợ, người nghệ nhân có thể đục ra được một tác phẩm tuyệt hảo như thế này. Tác phẩm có mã là TLV229. Có kích thước cao 80, ngang 92 và số 68, hiện tại còn nặng 85 kg, hàng liền khối và rất là đặc cỗ. Ở phía bên dưới là một cục đá ôm tự nhiên các bác nha. Và có giá bán bên em là 180 triệu và miễn phí ship toàn quốc cho tác phẩm này. Tượng Gia Đình Gà là một bức tượng cực đẹp nói về con gà trong phong thủy và đây cũng là một bộ tượng được ưa chuộng nhất trong chủ đề tượng linh vật phong thủy. Và ngay bây giờ, các bác hãy cùng với Sử Tử Gỗ chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về ý nghĩa của gà trống và gia đình gà được không ạ? Ở đây, tác phẩm nổi bật nhất đó chính là gà trống, là một trong những hình ảnh phổ biến đối với người Việt Nam. Và trong phong thủy thì gà trống có tác dụng hóa giải các thế sát trong nhà, chiêu tài lộc và hỗ trợ cho người làm ăn kinh doanh. Và tượng gà gắn liền với hoa phù dung, bông hoa phù dung rất là tuyệt vời và được làm chạm khắc rất là kỹ lưỡng và sắc nét. Và theo quan niệm phong thủy ngũ hành âm dương thì gà rộng ở hướng Tây, thuộc hành kim nên thích hợp đặt ở hướng Tây của ngôi nhà. Nếu đặt hình tượng gà trống hay gia đình gà ở trong hướng Nam thì sẽ có tác dụng thu hút may mắn. Và một đặc điểm nổi bật của gà trong phong thủy là có thể giải trừ được các thế sát cho ngôi nhà, đặc biệt là đào hoa sát. Và nên đặt tượng gà trống ở trong phòng khách nhìn thẳng ra trước cửa để có thể ngăn chặn được những điều không may đối với gia chủ. Và ngoài ra thì trong phòng ăn thì các gia đình thường có những ống dẫn khí tròn dài, nên là nếu như các bác đặt ở trong phòng ăn cũng có thể hóa giải được sát khí. Và tượng Gia Đình Gà là một biểu tượng may mắn về tài lộc, hóa sát tịch tà, hóa giải sao xấu, thúc đẩy sự nghiệp phát triển, củng cố quyền lực, tránh tiểu nhân nói xấu sau lưng, hóa giải đảo hóa sát và mang đến hạnh phúc cho gia đình. Và ở đây, hoa phù dung là một trong những cái biểu tượng phong thủy mà luôn gắn liền với những bức tượng phu thê viên mãn hay là gà gia đình gà đúng không ạ? Và những bông hoa phù dung được làm rất là tuyệt vời, được đục rất kỹ và sắc nét từng chi tiết một. Các bác có thể thấy là như là những bông hoa thật được đục chạm khắc rất là kỹ lưỡng và cẩn thận của người nghệ nhân đã tỉ mỉ chạm khắc vào từng nhánh hoa, cánh hoa hay là những cái bông hoa, nhụy hoa bên trong và những chiếc lá đều được làm rất là cẩn thận. Hoa phù dung là một loài hoa đẹp như tiên nữ nhưng chẳng kém phần mỏng manh, cánh hoa mỏng tựa như màn sương sớm. Và hoa phù dung thì thể hiện được cái sự sang trọng của người chủ trong gia đình, đem lại một cái nét đẹp cho người phụ nữ trong gia đình các bác nhé. Và ở đây là em đang quay cho các bác đó chính là gà mái. Và ở trên là một chú gà con, đều được chạm khắc rất là tuyệt vời. Một phôi gỗ quý thì không thể nào đục xuề xòa được, đều được làm chạm khắc rất là tỉ mỉ, kể cả những cái đĩnh đá, đĩnh đất mà những chú gà đang đứng lên. Và các bác có thể nhìn thấy là khi zoom vào, từng nét đều được làm rất là cẩn thận. Và đây có thể coi là một tác phẩm rất là xứng đáng để chúng ta có thể sưu tầm. Một kiệt tác gia đình gà chất liệu gỗ chắc đỏ đen. Hiện tại em đang trưng bày tại showroom cơ sở 2 ở 80C Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Nếu như bác nào chúng ta có thời gian thì các bác hãy bớt chút thời gian để có thể qua trực tiếp cơ sở này để có thể chiêm ngưỡng những các tác phẩm tuyệt vời của xưởng tượng gỗ các bác nha. Và hình ảnh gia đình gà bao gồm có gà bố, gà mẹ và 5 chú gà con đang quay quần bên nhau dưới một bụi cây phù dung là một dấu hiệu của một sự bình yên, hạnh phúc vẹn tròn và viên mãn. Gà trống to lớn, khỏe mạnh đứng vươn cao, kéo dây tiền vươn mào rất là tuyệt vời. Và đang vươn cái cổ lớn ngửa cổ lên gọi mặt trời là hình ảnh vô cùng tốt lành, mang ý nghĩa đem về ánh sáng, sự sống và sức sống, xua tan đi mây mù, đêm tối và đẩy lùi những cái âm binh, khí xấu. Và mời các bác chúng ta cùng chiêm ngưỡng trọn vẹn hơn về tác phẩm này. Và đây là mặt sau của tác phẩm, được làm rất là kỹ luôn các bác nhé. Đằng sau thì là cái phần tự nhiên nhất của gỗ giữ lại. Hàng được làm rất là kỹ lưỡng, đều được đục tứ diện ra hết các bác nhé. Những nhánh hoa phù dung các bác có thể nhìn thấy là từ phía sau thôi, cũng đã thấy được những cái cành cây, những cái bông hoa hay chiếc lá đều được làm rất là cẩn thận. Đuôi và bộ lông của chú gà đều được làm rất là kỹ. Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến tác phẩm Gia Đình Gà có mã là TLV229, chất liệu gỗ chắc đỏ đen, cao 80, ngang 92 và số 68, còn nặng 85 kg, các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng.
ở 80C Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, hoặc liên lạc trực tiếp qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng 035 5678 885 hoặc số 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Và đặc biệt là xem xong video, các bác hãy đăng ký để ủng hộ cho Xưởng Tường Gỗ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.